Lúc khi tôi về về làm đêm cho ba bóng tái là rồi để cho những người mà bóng tái mà xã tôi nó khiếp cho vậy thôi. Tôi lấy lại nhưng mà cái chiếc lách một cái vàng đó là trước tiên tôi giao trước cho bà xã tôi đeo là nay cũng 3-4 tháng rồi. Tôi mua là hôm tháng 2 âm lịch thì tôi đưa cho bà xã đeo cho để phía bên chồng mới nhất là người chồng mới đây cũng lo lắng cho vợ con nhảy thì cũng được hãnh diện mà tôi cũng được hãnh diện nữa cho cũng nói xấu hổ gì. Nhưng ngày hôm nay vợ tôi ý lên muốn lên lại trên Lâm Đồng Đà Lạt để đi mua bán thịt bò, quen với ông là mổ bò đó, lấy thịt ông đi bán đồ xấu thì ông cho mượn xe ông đi về. Thì nhà giữa nhà anh Thư, anh vợ đó với nhà ông đó là cách nhau cũng 10 cái số vậy. Thì tôi nói thôi để tạm anh khóc đi. Rồi ngày 19 là tổ chức mà em về, ngày 17, 18 em về là anh sẽ đeo lại cho em. Anh không để em mình là xấu mà không để em nhục nhã với bà con đâu, như anh em bên chồng đâu. Anh nói là anh nói là lữ anh nói. Nếu anh nói láo thì em lấy kéo là hớt cái lữ và hớt cái miệng đi. Hầu giờ anh nói đâu là chuyện đó chứ không bao giờ anh nói láo. Em cứ tin anh đi, nói bây giờ không có đeo thì chị em bên chồng cứ nói đấy. Ông gỡ ông lột mất rồi, ông cho ông gỡ mất, không phải là cho. Vàng nó phải là cho của công theo cái lời của chồng con vợ. Nhưng mà đây cái nữ trang đi sắm là để tới ngày đám cưới là làm lễ trao qua thôi. Chứ không phải là cho. Nhưng mà tôi cũng tin tưởng vợ tôi là tôi nói gì. Trên quá trình này thôi tôi đi đeo trước để cho mở mày mở mặt cho bạn bè. Và cả tôi luôn, tôi cũng được hãnh diện mở mày mở mặt cho bà con nhảy. Rồi hôm nay nó đi lên trên nó bán thịt bò. Thì lò mổ đấy. Mà trong cái lò mổ đó, ông chủ lò mổ thì ông cũng muốn hỏi thương vợ tôi. Rồi ông biết là ở với ông là từ nay từ sau á là ông làm được bao nhiêu là cho em hết. Cho nên cái lòng tôi cũng có sợ, cũng có ghen. Thì tôi với nó thôi giờ lên đó biết là như thế nào. Tôi với tạm thời tôi cấp tới ngày đám cưới tôi rồi tôi đưa đeo. Và tôi nói anh đưa đeo rồi em muốn bán muốn làm gì làm cái đó anh không có nói gì hết. Bây giờ anh thì xử lý đẹp vậy thôi. Còn nó về hôm bữa ngày 10 tháng 5 thì bây giờ khám xe thì rên hống tiền. Xe cũ bây giờ khám vô không biết bao nhiêu tiền đây, tiền đi khám định xe. Thì tôi cũng giấu con tôi cũng đưa 2 chiếc vàng. Bán được là 14 triệu 500. Còn để đi thay 2 cái lốp xe trước. Rồi trả tiền cho thợ máy ở cara là 2 triệu 1. Rồi chẳng là tổng cộng là cũng là 6 triệu 1 rồi. Rồi còn dư tiền đó thì lên đến mua giống mua con giờ làm cho tôi có xấu dạ gì đâu. Nếu tôi không đưa 2 chiếc vàng biết mượn ai. Nó có nhiều tiền nó cho người ta dây ta gạt hết rồi. Giờ khô túi đâu. Giờ tôi có xấu dạ gì với ai đâu. Tôi có xấu dạ với con đâu là dùng kính mong. Anh chị em phía bên vợ rồi là gia đình của em mà Nguyễn Thị Bích Phượng nói thông cảm mà thứ tha và bỏ qua cho tôi. Thì nay mai đây là nếu chưa đi làm tôi sẽ trao đưa lại mà đưa lại xin lỗi trước cộng đồng mạng và anh em bên vợ và con phía bên vợ cô chú bác gì hết. Thứ tha bỏ qua cho tôi, với tôi lúc nào tôi thương vợ. Thứ hai nữa là anh cũng yêu cầu vợ em Phượng á cũng hiểu rõ hiểu sâu không cảm bỏ qua thứ tha cho anh. Thầy ông nói là năm nay là cái năm xui của anh mà sẽ đem tai tiếng vô cho anh thì người thầy họ nói đúng hay không mà nhất xấu nhất là thân duyên thứ hai đây mà trong năm nay là cái chú tôi nó xấu vậy đó. Dạ kính thưa cộng đồng mạng và bà con trong nước và ngoài nước, hôm nay tôi muốn chia sẻ một việc như sau. Hôm vừa đầu là tại gia đình tôi là lúc 3 giờ chiều ngày 12 tháng 5 2024 dương lịch, đâu bên tôi và bà xã tôi, gia đình tôi và gia đình bà xã, chồng họ của bà xã là vợ tôi tương lai chấp cứ là Phạm Thị Bích Phượng đó. Rồi hôm nay tôi xin lỗi trước nhất là cộng đồng mạng và sau gia đình anh em dòng họ cô bác chú bác
bên gia đình bà xã là tương lai tôi là Nguyễn Thị Bích Phượng đó. Hôm nay trước thì xin lỗi anh em bên vợ, bà con hiếu vợ của gia đình Minh Phượng và con cháu bên gia đình tôi, con dâu và đồng cộng đồng mạng. Thì cái vụ nói chuyện nói giỡn sao thì không ngờ là nói đùa thôi, chứ không sức khỏe tôi già về làm đêm cho ba bóng cái là cái chuyện không có. Cái đấy như là tôi nói đùa để cho những người mà muốn tác mà xã tôi nó khiếp cho vậy thôi. Tôi lấy lại nhưng mà cái chiếc lách một cái vàng đó là trước tiên tôi giao trước cho bà xã tôi đeo là nay cũng 3-4 tháng rồi. Tôi mua là hôm tháng 2 âm lịch thì tôi đưa cho bà xã đeo cho để phía bên chồng biết là người chồng mới đây cũng lo lắng cho vợ con nhỏ thì cũng được hãnh diện mà tôi cũng được hãnh diện nữa, cho cũng nói xấu hổ gì. Nhưng ngày hôm nay vợ tôi ý lên muốn lên lại trên Lâm Đồng Đà Lạt để đi mua bán thịt bò, quen với ông là mổ bò đó, lấy thịt ông đi bán rồi tấu thì ông cho mượn xe ông đi về. Thì nhà giữa nhà anh Tư, anh vợ đó với nhà ông đó là cách nhau cũng 10 cái số vậy. Thì tôi sợ ở là mổ nó đông người, mua bán nó đông người, rồi kể ra người vô đó là thấy vợ đeo vàng vậy cái nó mép miệng. Con đấy có vàng có bạc đeo đeo vậy cái nó chọn đường vượt xá, nó kê dao vô cổ nó lột mất đi. Không làm sao tới ngày 19 tháng 4 là ngày tổ chức cho vợ chồng ngày trọng đại của vợ chồng tôi, không có là cái món quà để tôi làm lễ cho qua là cái nữ trang là người để cháu qua đường lễ giáo với tôi. Cho nên tôi nói thôi để tạm mình khóc đi. Rồi ngày 19 là tổ chức mà em về ngày 17, 18 em về là anh sẽ đeo lại cho em. Anh không để em mình là xấu mà không để em nhục nhã với bà con đâu, như anh em bên chồng đâu. Anh nói là lời anh nói là lữ anh nói. Nếu anh nói láo thì em lấy kéo là hớt cái lữ và hớt cái miệng đi. Hầu giờ anh nói đâu là chuyện đó, trong bao giờ anh nói láo. Em cứ tin anh đi, nói bây giờ ông có đeo thì chị em bên chồng cứ nói đấy. Ông gỡ ông lột mất rồi, ông cho ông gỡ mất, không phải là cho. Vàng nó không phải là cho của công theo cái lời của chồng con vợ. Nhưng mà đây cái nữ trang đi sắm là để tới ngày đám cưới là làm lễ trao qua thôi, chứ không phải là cho. Nhưng mà tôi cũng tin tưởng vợ tôi là tôi nói trên quá trình này thôi tôi đeo trước để cho mở mày mở mặt cho bạn bè và cả tôi luôn, tôi cũng được hãnh diện mở mày mở mặt chứ bà con nhảy. Rồi hôm nay nó đi lên trên nơi nó bán thịt bò thì lò mổ đấy. Mà trong cái lò mổ đó, ông chủ lò mổ thì ông cũng muốn hỏi thương vợ tôi. Ông biết là ở với ông mà từ nay từ sau á là ông làm được bao nhiêu là cho em hết, cho nên cái lòng tôi cũng có sợ, cũng có ghen. Thì tôi với nó thâu giờ lên đó biết là như thế nào. Tôi với tạm thời tôi cấp từ ngày đám cưới tôi rồi tôi đưa đeo, và tôi nói anh đưa đeo rồi em muốn bán muốn làm gì làm, cái đó anh không có nói gì hết. Bây giờ anh thì trời sinh ra anh bị tai nạn thì bây giờ bất nhiếp bất đẹp đẹp người anh làm việc nào cũng nấu thì anh làm việc nhẹ, mà anh làm việc nhẹ nữa thì bây giờ em cày đất sớt đất ở trồng cà phê thì anh muốn công anh có tiền thì trước tiên bây giờ cái dân cứ đó thì cho em bán để mua giống hay là trả tiền công rồi người ta thì tôi xử lý đẹp vậy thôi. Còn nó về hôm bữa ngày 10 tháng 5 thì bây giờ khám xe thì rên không tiền, xe cũ bây giờ khám vô không biết bao nhiêu tiền đây, tiền đi khâm định xe. Thì tôi cũng giấu con tôi cũng đưa hai chiếc vàng bán được là 14.500.000, còn để đi thay hai cái lốp xe trước, rồi trả tiền cho thợ máy ở cara là 2.1 triệu, rồi chẳng là tổng cộng là cũng là 6.1 triệu rồi. Rồi còn dư tiền nói này lên đến mua giống mua con giờ làm cho tôi có xấu dạ gì đâu. Nếu tôi không đưa hai chiếc vàng biết mượn ai, nó có nhiều tiền nó cho người ta dây ta gạt hết rồi, giờ khô túi đâu, giờ tôi có xấu dạ gì với ai đâu, tôi có xấu dạ với con đâu. Rồi dùng tính mong anh chị em phía bên vợ rồi là gia đình của
em mà Nguyễn Thị Bích Phượng nói thông cảm mà thứ tha và bỏ qua cho tôi. Thì nay mai đây là nếu chưa đi làm tôi sẽ trao đưa lại, mà đưa lại á thì hầu tôi gỡ thì cộng đồng mạng thấy, mà khi tôi đeo lại tôi trao lại cho vợ tôi cộng đồng mạng thấy, và anh em vợ không thấy thì tôi bữa tôi đeo lại đây, bất cứ nay mai giờ tôi thì đeo lại tấm lách một cây vàng đấy cho vợ tôi. Nhưng mà tôi phải mời chương trình quay rõ ràng khi mà tôi đưa tay tôi gắn lại cho vợ tôi, trong tay vợ tôi, cho cộng đồng mạng và anh em mình vợ thấy. Rồi vậy thôi, giờ tôi chia sẻ nhiều đấy, còn kính mong cộng đồng mạng và anh em mình vợ thông cảm mà thứ tha bỏ qua tôi. Cái đó xin lỗi trước cộng đồng mạng và anh em mình vợ, bà con phía mình vợ, cô chú bác gì hết, thứ tha bỏ qua cho tôi, với tôi lúc nào tôi thương vợ. Thứ hai nữa là anh cũng yêu cầu vợ em Phượng á cũng hiểu rõ hiểu sâu, thông cảm bỏ qua thứ tha cho anh. Thầy ông nói là năm nay là cái năm xui của anh, mà sẽ đem tai tiếng vô cho anh. Thì người thầy họ nói đúng hay không, mà nhất xấu nhất là thân duyên thứ hai đây, mà xem năm nay là tôi nó xấu vậy á, chừng có nói không, chừng không nói có. Rồi đồng thời là tai tiếng tấp nhập mà có thể xảy ra từ chuyện an mạng những ít đâu, đó là cái người thầy nói vậy. Sao bây giờ tôi cầu chúc anh chị cô chú bác mình bây giờ tương lai tôi thông cảm thứ tha bỏ qua, và em Phượng giờ chấp cứu của anh cũng thông cảm bỏ qua cho anh. Với anh em bên bà xã tương lai của ngoài thôi, còn không quan trọng thì ngoài thì miệng mồm không muốn nói sao anh nói với mình bụng cũng được đâu. 1 triệu người mà biết sao giờ ý hết triệu người được. Một cây tôi hứa là ngày đám cưới thì tôi cho thời gian một cây nữa, nhưng mà chưa đầy thì góp thì cũng đủ rồi, đâu phải tiệm vàng đâu, nó lấy ra liền. Bây giờ họ nợ tôi cũng 500-600 triệu, mà đất cát tôi cũng có 6-7 công đất. Bây giờ đất là mình nó cũng hạ xuống quá bán không được. Bây giờ hầu kia thì vàng 35.000 một lượng, mà nó trả một rào ruộng thì được 150, bây giờ 35 giờ tới 70 mấy ngàn một lượng vàng, mà nó trả không sao được sầu đất 150 làm sao bán cho tôi bán được. Tôi lòng tôi miệng bằng miệng thề là bán được, tôi lo vợ tôi hết, tôi cũng đợi vợ tôi hôn rồi. Nó là ông nói là nó gặp mấy đời chồng rồi cũng ác sửa khanh quýnh đập nó. Rồi nói chung nó cũng như ba đời rồi, tàn là ác ôn không mà côn đồ không à. Tôi nói sao bây giờ anh là anh có đánh vợ thật, anh là đánh vợ nóng giận anh đập đồ cho vợ là anh phải đánh, bởi vì anh là có nghề thể thao, anh tập luyện tay chân, anh là kiểu nấu anh quýnh cá là chết, cho nên anh nóng là anh rất là nhẫn, kiên cố nhận đập đồ cho đỡ giận thôi, chứ còn đánh anh đánh. Bây giờ anh cứu em mà như em phập cái hầm trong, anh vớt em lên, em mắc trong cái lưới, anh gỡ em ra. Giờ anh để em khổ, anh để em đau. Bây giờ ở với anh đây, người con anh ông nói là tuyên bố nếu mà gì ở tốt một năm, thấy gì mà tự chỉ gì tốt, ở trong khi lo ba khi đau khi ốm, thì tụi con phế được nửa đụng đường. Thì con một năm rồi sau là con trả cho một năm 100 triệu. Cho giờ chưa gì đưa một đường trả một nóng biết gì ở gì đây, cái thì con nóng nó công bằng nó xa đâu. Tôi đi cái nữ trang như vợ tôi đeo thì tôi được danh hiển vậy thôi. Hôm nay tôi mời chương trình Phúc Nghĩa để tôi có đâu lời chia sẻ lại, kính thưa trước cộng đồng mạng, sau anh em phía bên vợ sắp tương lai của tôi sắp cứu tôi là của Phạm Thị Bích Phượng đó. Kính mong anh chị cô chú các gì các anh chị mình nói là thông cảm thứ tha bỏ qua cho tôi, cho tôi chuyện này ngoài ý muốn, không ai biểu mà không ai ấy, mà chú bác cô gì bên phía vợ tương lai tôi là Nguyễn Thị Bích Phượng đó, thông cảm thứ tha bỏ qua cho tôi chuyện này ngoài ý muốn. Giúp vợ cho đi bao món cái đó là tôi cũng nói đùa nói chơi, đó là người là muốn thắng tính chọc vợ tôi đừng có gẹo chọc vợ tôi thôi, tôi cũng ghen, tôi cũng nói giỡn vậy thôi.
cho sức khỏe tôi làm sao, tôi cho đi ba bốn cái làm gì có, tôi lo thân tôi đã không nấu có đâu cho ba đi ba bốn cái. Thì đó tôi nói như cho những người đàn ông khác đừng chọc vợ tôi, mà biết là vợ tôi đâu, khỏi ai chọc ghẹo. Còn cái tâm lách á, là tôi làm, tôi mua trước đây là 3-4 tháng rồi, tôi đã đưa cho vợ tôi đeo là đây cái vàng không phải là anh thằng em mà cho em, mà cái vàng đây là vàng đám cưới của chúng mình sắp tới, cái ngày đại trọng đại của mình, thì lấy ra để mà chân lễ, làm cái lễ trao qua. Thì giờ anh đưa cho em đeo trước để mở mày mở mặt cho anh em phía bên chồng. Thì đưa đeo trong thời gian 3-4 tháng nay rồi. Thì hôm nay vợ tôi ở Đà Lạt về, cũng có tâm sự nói cái ông mổ bò đó, ông thương em lắm, ông biểu em mà ân ông đi, mà ông ba đời vợ rồi 6 đứa con, mà ân ông đi, ông từ nay về sau là ông làm việc gì là ở đây với ông, ân ở đây ông là từ nay về sau là làm được cái gì là cho em hết. Thì vợ tôi cũng tâm sự, chứ tôi thiệt tình tôi không có lòng ghen. Thì thứ hai nữa là chỗ là mổ, vợ tôi nói lên là để lấy thịt bò ông đi bán, chiều tối cũng cho mượn xe về, mà từ cái lòng mổ ông là đi về nhà ông anh thứ hai là 10 cây số mà đường núi đường rừng. Thì tôi cũng sợ là làm ăn cái lòng mổ nó đông người, dù là đeo rồi ló ra nó thấy thì trong cái hoài nó chi nhanh nó chi tê, rồi nó chọn đường nó đi hai thằng nó chia chia dao nó cột cặp cổ nó biết đưa nó là phải lộn đưa thôi, đường rừng đường núi mà, cho nên tôi sợ là tôi cũng khổ rồi nó lột mất rồi. Bây giờ biết mà đời nay ngày trọng đại năm cưới tới nơi thì giờ vàng đâu tôi làm lễ cho qua trong lớp thì giờ 70 mấy triệu cho đi đâu. Em cứ lên trên em về ngày 19 là ngày lễ cưới của mình, thì em về ngày 16 đi, anh sẽ đưa cho em đeo trước mặt, thì có ai nói gì thì em cứ nói trước sau thì tôi cũng đeo thâu. Bây giờ chồng tôi không sợ mất không có thâu, giờ nếu mà em nói anh nói láo thì em cứ tin em ghi âm những lời nói láo em tế kéo hất lượng thêm vậy. Bây giờ nói một chậu mà nghiệm chính người mười ý, người muốn nói này người muốn nói kia, làm sao mà mình đón lừa được hết được. Thương anh mà thứ tha bỏ qua những gì cái sự là lỗi lầm vừa qua, chuyện hồi ấy muốn chứ cũng ai muốn đâu, thì mong em thông cảm thứ tha cho anh và thương anh, rồi mong anh em bên vợ cũng xin lỗi, mong mấy anh mấy chị cũng thương tôi rồi cũng bỏ qua giùm cho tôi những cái lỗi mà ngoài ý muốn như vậy. Tôi nhờ anh chị cô chú bên phía vợ và bên phía cô Phượng đó bỏ qua giùm cho tôi, tôi cảm ơn nhiều. Bây giờ không biết sao cái chuyện nào nó ngoài ý muốn chứ cũng nó thu biếu tôi rồi vậy đâu. Em Phượng ơi, anh chia sẻ thêm một đoạn nữa, một khúc nữa, vì anh lớn tuổi mà anh quá thương em, anh sợ mất em nên anh rành mắt lo âu nhiều. Rồi một phần nữa anh lo cũng cái ngày gần tới, cái ngày trọng đại, ngày vui với chúng mình hai đứa, cho nên ông ngoại cũng nên anh cũng hơi ghen những nhiều lời nói ra nó cũng được vui vẻ với em. Bây giờ con mong anh chị cô dù chú cô gì chú bác bên phía vợ là phía con Phượng á cũng xem hết cái video này, cũng rộng lượng bỏ qua mà thông cảm thứ tha cho tôi. Tôi rất cảm ơn nhiều. Thì số vàng này tôi sẽ đeo cho vợ tôi nay mai, mà khi tôi lấy tôi bỏ túi thì có chương trình quay, khi tôi gắn lại cho vợ tôi đeo thì phải có chương trình quay vô cộng đồng mạng, thì tôi lấy tôi bỏ túi thì cộng đồng mạng thấy, nhưng mà khi tôi đeo vô lại thì cộng đồng mạng đâu có thấy đâu. Cho nên cái chỗ đấy nó cũng có tốt đẹp cho tôi mấy. Tôi cũng kính chúc gia đình dòng họ anh em chú bác cô dì bên phía vợ tương lai, là gia đình cô chú bác bên cô Phượng đó thì cũng thứ tha bỏ qua cho tôi,
luôn luôn lúc nào tôi cầu chúc anh em dòng họ, cô chú bác gì được mạnh khỏe, vạn sự bình an từ đầu năm cuối năm, mọi sự như ý muốn, rồi gia đình hạnh phúc tốt đẹp. Sau nữa thì tôi cũng có lời cầu chúc cộng đồng mạng mà hiểu giùm cho tôi những cái video đây, bỏ qua thông cảm cho tôi. Tôi cũng lớn tuổi, tôi cũng có việc vợ tôi nông cỡ sự thật cho tôi nghe, tôi cũng ghen. Thì tôi chỉ sợ mất, tôi cũng sợ vợ tôi là lên đó là đi buôn đi bán đi trốn về thấu đường núi đường rừng, tôi cũng sợ là mất mạng vợ tôi với cho gây ra cái chuyện là tính mạng cho vợ tôi, nên tôi cũng lo. Tôi nói đưa tôi cất tới ngày đám cưới đeo cho tôi không có cái dòng xấu dài như vậy. Tôi là sắm tôi cưới vợ thì tôi phải đưa cho vợ tôi đeo, thì vậy thôi. Giờ kính mong cộng đồng mạng thông cảm, xem hết cái video này thông cảm và bỏ qua giúp cho tôi mà thương tôi nhiều. Kính chào cộng đồng mạng, chúc cộng đồng mạng sức khỏe vượng sự bình an như ý, và kính chào đồng hồ mạng.